Vâng, và tiếp sau đây thì mình xin giới thiệu đến tất cả anh em những dòng mô tô cổ điển. Đấy, dòng mô tô mà tay côn mà giá cực kỳ rẻ cho anh em lúc này. Đấy, đợt trước kỳ lúc sôi động thì giá nó chênh lệch rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì giá nó đang xuống để xả bán xả để phục vụ cho anh em nhá. Đây, chiếc đầu tiên, đây là chiếc tay côn 70 phân khối đây. Đó, kiểu dáng giống 67 nhá. Con này thì đợt trước lúc sôi nổi thì nó đang gần 10 triệu. Nhưng ngày hôm nay tại cửa hàng mình xả cho anh em là chỉ có 7 củ thôi. Tất cả giấy tờ đầy đủ đúng pháp luật nhá. Đấy, chiếc này để anh em 7 củ thôi này. Đó. Rồi chiếc xe này mới 100% nha. CG mới 100% có thắng đĩa luôn. Xe này bán là bao các bạn xuất hóa đơn nha. Đấy, mới 100% nha anh em. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đấy, mới 100%. Xe này đợt lúc sôi lỗi thì anh em con này nó vào tầm khoảng 26 củ nha. Nhưng ngày hôm nay tại cửa hàng mình giảm cho anh em là 21 củ bao xuất hóa đơn, xả lỗ cho anh em luôn. 21 củ bao xuất hóa đơn nha. Đó. Rồi tiếp theo là một chiếc FM Cookie 125. Đấy, xe này lúc sôi lỗi nó lên gần 30 củ cơ. Nhưng mà ngày hôm nay tại cửa hàng mình xả còn có 19 củ nha anh em. Cửa hàng có bán trả góp, có ship xe các tỉnh Bắc Trung Nam luôn. Đấy, chỉ có 19 củ con xe này nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo là chiếc FM buộc. Đấy, con này thì còn rất là mới luôn. Con này lúc trước là 26-27 củ cơ. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình xả rẻ cho anh em luôn, để anh em 18 củ con xe này nha. Đấy, 18 củ thôi. Máy móc êm, xe đẹp, mọi chức năng hoạt động tốt nha. Đấy, 18 củ màu đỏ nha anh em. Rồi chiếc GZ125. Xe này lúc sôi lỗ nó tầm khoảng 30-32 củ. Nhưng ngày hôm nay tại cửa hàng mình giảm mạnh cho anh em luôn. Đó, chỉ còn có 24 củ chiếc GZ125 này thôi nha. Đấy, 125, chỉ có 24 củ. Rồi chiếc Minkhờ 2 thì nha. Con này đợt trước mình bán toàn hàng 2 thôi đấy, mà không có xe, 20 mấy triệu. Nhưng mà ngày hôm nay con xe này để tại cửa hàng mình giảm mạnh cho anh em luôn. Còn có 15 củ chiếc xe này nha anh em. Hai thì, Minkhờ hai thì 15 củ nha. Rồi chiếc cúp tôm. Đấy, con này trước là cũng tầm hai mấy gần 30 củ. Nhưng hôm nay tại cửa hàng mình giảm còn có bao nhiêu đâu, 21 củ nha. Siêu rẻ luôn, 21 củ. Rồi chiếc Phantom 4 thì. Đấy, con này thì hàng nhập Thái nha. Con này đợt trước là mình bán đến gần 50 củ con xe này cơ. Gần 50 củ ấy. Thị trường lúc đấy đang phát triển, đang mạnh. Lúc này thị trường đang xuống thì xe mình giảm cho anh em con này còn có 31 củ thôi anh em. 31 củ, nhà có một chiếc Phantom 4 thì nha. Đấy, biển Hải Phòng nha. Đấy, 31 củ có rô phục hơi các thứ đầy đủ này, robo này. Đấy, một số đồ chơi nha. 31 củ Honda nhập Thái cái bánh này. Vỏ mới tinh này. Bánh đặc nha. Đó. Đây mình quay đằng sau cho anh em xem nha. Đây chiếc cúp tôm này. 21 củ này. Đấy, Minkhờ mười mấy củ này. Đấy, GZ này 24 củ này. Này. Đấy, có 18 củ này. Đấy, con này thì như 19 củ này. Đấy, con này 7 củ đây. Đó, con này xe mới, chưa có biển số. Bán bao xuất hóa đơn cho anh em nha. CG 21 củ. Rồi, mình nhắc lại là cửa hàng mình có hỗ trợ trả góp qua cửa hàng và qua ngân hàng. Có ship xe toàn quốc Bắc Trung Nam luôn. Đó, anh em cần thì cứ nhấc máy lên liên hệ giúp mình sớm nhất để có những giá ưu đãi nhất tại cửa hàng nha. Rồi, xin cảm ơn.